vài. Đây là con cái. Con cái thì rất là to. Đây là con đực. Mấy đứa không ngon. Mà có nhiều hôm nó cố tình. Đồng văn thì là bọn này nó mua toàn mua đồng văn ấy. Quan trọng là con đực nó chưa nhiệt tình. Chứ nó mà thấy mùi ấy là cái có phản đối bằng rời nó vẫn bám. Đúng rồi. Ra kia đây. Coi như là nó vào giữa vườn. Cái này rất là to, chưa đẻ mà nó đã rơi vào cỡ khoảng tầm 25-26 cân. Được le ve lại gần mà không dám gại.
như linh cẩu. Chị không chấp nhận này thì thôi thôi. Cậu đây nào.